thêm được không? Măng đi bà ơi. Măng đi. Con rau đi chị. Thả đây. Thả một lúc được thì càng ngon đấy. Măng này thì măng rán hay ngọt đấy nhỉ? Cái củ dài như này thì đắng, còn cái ngắn ngắn này thì ngọt được bà. Củ này nó vừa dưới lòng đất này, đào lên nó không đắng. Đấy. Bà không ăn đắng mà lấy cây thấp đấy. Cây này đấy bà. Bắt tiền cân đấy. 10.000. Chưa được một cân. Không ạ. Chưa tối. Đấy, bà lấy thêm củ nó. 10.000. Rồi, chào các bà nha. Đây, chị chọn đi. Cái củ ăn đắng thì lấy cái củ cao, còn ăn ngọt thì lấy cái củ thấp thấp này. Này cháu đào là cháu đào cái này là nó kiểu là cái chỗ mà nó vừa bắt đầu nó mọc lứa đầu tiên ấy. Ăn 13.000 nó bù đặc biệt rồi nhé. Chờ em tí. Cảm ơn nhé. Bấm xong lấy cái tay về bấm 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 xong là đây nó nót đến đâu là nó rách ở đấy mà đấy. Chỗ này dáng đẹp luôn. Đây để cho chị đây, tí nữa chị về lấy. Yeah.
Không, em không tiếc đâu, tiếc gì cái bao. Em đang định lấy ở đây thôi, em cho sang bên kia cho gọn mà. Đây, 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 đây. Châu ăn thì ngon. Đấy, còn. Thank you.
rồi. Đi rồi nhé. Đi.